Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức không thể nhịn cười với những khoảnh khắc tự sướng của Hoài Linh. Khác hẳn với hình ảnh chỉnh chu và nghiêm túc khi đứng trên sân khấu, ngoài đời thường, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh lại có những khoảnh khắc tự sướng, chụp ảnh vô cùng nhí nhố và dễ thương. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh được nhiều khán giả yêu mến, không chỉ bởi tài năng diễn xuất biến hóa đa dạng vai, mà công chúng còn ngưỡng mộ anh vì lối sống bình dân, giản dị, dù Hoài Linh là một trong những danh hài nổi tiếng và giàu có nhất nhì showbiz Việt. Ngoài đời thường, Hoài Linh vẫn giữ nét chân quê từ trang phục đến thế ngồi. Tuy nhiên, khi chụp ảnh cùng đồng nghiệp, nam danh hài khiến không ít người bật ngửa với phong cách tạo dáng xì tin. Nét mặt biểu cảm hài hước của Hoài Linh và MC Trấn Thành. Tuy nhiên, cách tạo dáng đó vẫn chưa bá đạo bằng hình ảnh Hoài Linh nhí nhố cùng nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu. Nam danh hài dường như không mấy hào hứng khi được Mr. Đàm ôm hôn. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đang cố gắng tái hiện lại điệu múa Chamba một cách dí dỏm. Dù không sở hữu thân hình sáu múi đáng mơ ước, nhưng Hoài Linh vẫn rất tự tin đọ cơ bắp cùng diễn viên Tự Long. Kiểu tạo dáng say hi khá quen thuộc của danh hài Hoài Linh mà khán giả thường thấy ở anh. Bên cạnh đó, trong những lúc tự sướng một mình, Hoài Linh vẫn nhí nhảnh không kém. Ông vua làng hài, biến hóa không lường với những đạo cụ được dùng để tăng thêm phần sinh động cho bức ảnh của anh. Đôi khi, Hoài Linh cũng tự trang điểm cho mình sao cho thật lộng lẫy như nhiều người. Tạo hình khó đỡ mà danh hài Hoài Linh đã tự thiết kế cho mình khiến nhiều khán giả phải bật cười thích thú. Những dáng đứng dáng ngồi mà đậm nét chân quê đã trở thành dấu ấn đặc trưng của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!